Ui, ở đây nó sở hữu những cái đường vân chun khủng khiếp luôn mọi người. Và mọi người thấy không, khi mà té nước lên thì cái đường vân của nó này hiện ra một cách cực kỳ là khủng khiếp, dã man thật. Hello, xin chào mọi người đến với kênh của Gỗ Long Ly. Và hôm nay em đã tiếp tục xẻ một cái thân gỗ cực kỳ đặc biệt mọi người nhé. Đây lại là một bài toán rất là khó để làm sao cho ra những cái con hàng chất lượng ấy. Bởi vì như mọi người thấy đây, cái phần tâm bên này này, nó ở tận dưới cơ, nhưng cái phần tâm bên này của nó lại bị chênh vênh như này, chênh vênh lên trên cao. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Nó đang chênh vênh lên trên cao đây. Thì nếu mà chúng ta không tính cẩn thận đấy, chúng ta cứ chỉ xẻ ngang thôi, thì tâm nó sẽ ăn từ bên trên xuống bên dưới, hỏng rất là nhiều gỗ. Rất là nhiều gỗ thì thực ra là khi mà hỏng gỗ như thế thì chúng ta không thể làm được những cái thành phần dài, giá trị mà sở hữu được vân đẹp. Nếu mà ai là người hiểu về gỗ, chơi gỗ lâu năm ấy, thì cũng sẽ thấy rằng là với những cái chất gỗ càng tốt thì cái rác của nó lại càng xấu mọi người nhé. Rác với cả thịt của nó sẽ phân biệt một cách rõ ràng hẳn với nhau luôn. Đó, với đây là một cái thân gỗ gõ đỏ Nam Phi ấy, thì mọi người thấy không, cái rác của nó này nó oải ra rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần đi sâu vào phần thịt thôi là gỗ im tít, lì, rất là lì mọi người ạ. Đó, và bây giờ em đang xẻ cái láng cái mặt đầu tiên ấy, láng cái mặt đầu tiên. Vừa nãy cũng tính toán một hồi rồi, em anh đầu tiên là để láng phẳng bề mặt thôi, chắc chắn là chúng ta sẽ sở hữu những cái đường vân đẹp. Và như mọi người thấy đây là một cái lưỡi cưa lỗi ở bên châu Phi họ xẻ này, cắm sâu ở bên trong. Em tính xem nào, 10 phân, rất là phí gỗ luôn mọi người. Một bài toán cực kỳ khó để giải. Vừa rồi em đã láng xong một cái bề mặt 4 phân để làm những cái phần quay của những bộ sofa ấy, thì em sẽ cho mọi người thấy cái chương ngưỡng đường vân của nó. Đây, mọi người thấy không? Với cái chất gỗ ngõ đỏ này thì mọi người yên tâm luôn, rất là giá trị, và dùng càng lâu giá trị lại càng cao. Và như mọi người thấy, em vừa xẻ xong một cái mạch tiếp theo nhá mọi người. Mọi người có thể chiêm ngưỡng đường vân của nó này, quay trực diện cho mọi người thấy cái đường vân của nó này, dã man luôn. Chất gỗ ngõ đỏ vân cái, mọi người thấy không? Mỗi lần trắng đen là sẽ là một năm mọi người nhá. Mọi người thấy cái đường vân của nó chưa? Mọi người thấy cái đường vân của nó này, dã man luôn. Em dội cho mọi người thấy, nổi vân cuồn cuộn luôn, dã man thật. Nhìn vân của nó này, xỉ tít luôn mọi người nhé. Khổ, vân này nó siêu phẩm luôn. Vừa có vân chun này, vừa có vân núi này, vừa có vân đuôi công này. Đây là cái đường bên châu Phi họ xẻ này, cái lưỡi cưa lỗi này, nó ăn vào rất là nhiều luôn. Đó, phí quá. Và giờ cái mạch tiếp theo em đã xẻ xong rồi nhá mọi người. Đó, cái mạch này sẽ là 12 phân. Ở phần này nó không phải nứt đâu mọi người nhá. Mọi người thấy không? Đây là cái phần mà vẫn khi mà di chuyển gỗ ở châu Phi ấy, họ dùng các cái phần nặng đè vào nên nó bị cái vết như này. Và đây là cái mạch 10 phân nhá mọi người. Đó. Và như mọi người thấy cái đường vân của nó này, dã man luôn. Nói chung là cả cái khúc này vân đều cực kỳ là đẹp, dã man thật. Đây em sẽ cho mọi người thấy cái đường vân của nó này. Gỗ nó rất là già, và những cái thân gỗ như này thì phải sinh sống ở môi trường rất là cằn cỗi thì mới cho ra những cái đường vân đẹp như này. Mọi người thấy không? Đều là xỉ mọi người nhá, xỉ đét luôn. Đó. Vân của nó này, bên này đây. Ở bên này thì nó hơi nhiều mùn một chút, nhưng mà mọi người thấy cái chiêm ngưỡng cái đường vân của nó này, cực phẩm luôn mọi người ạ. Nói chung là phải xẻ rất là nhiều thân gỗ thì mới có những cái khúc sở hữu những đường vân như này. Xỉ, gỗ đã xỉ rồi mà sở hữu những đường vân như này thì siêu phẩm. Và những cái thành phẩm mà tạo nên từ cái khúc này thì ai vào cũng phải trầm trồ luôn, bởi vì nó là có 102. Và để tận dụng tối đa cái số gỗ hiện có ấy, thì em sẽ phải lật lại để chúng ta đổi cái phần tâm xuống bên dưới. Và như thế thì chúng ta sẽ lọc được chỉ những phần thịt thôi, còn những cái phần ôm tâm hay là những cái phần bám rác thì chúng ta sẽ loại bỏ hết đi. Thì con hàng cực kỳ là chất lượng mọi người nhé. Và như mọi người thấy, sau khi lật cái mặt của bên trên ấy, lật mặt bên cạnh sang, thì đây sẽ là một cái mạch đầu tiên để em láng phẳng cái bề mặt.
Để em nhâng lên cho mọi người thấy cái đường vân của nó. Cái khúc này thì chắc chắn là vân sẽ rất là đẹp rồi, kể cả chúng ta xẻ theo chiều nào thì cũng thế. Nó đều sở hữu đường vân cực phẩm luôn mọi người. Chỉ hy vọng là khi mà lật ra ấy, nó sẽ không bị toác là một điều cực kỳ là thành công rồi. Mọi người thấy không, cái đường vân của nó này rất là đẹp luôn. Ui, ở đây nó sở hữu những cái đường vân chun khủng khiếp luôn mọi người. Dã man. Mọi người thấy cái đường vân chun của nó chưa? Khủng khiếp luôn. Phần này là cái phần đen của lưỡi cưa thôi. Và hy vọng là sẽ được phục vụ mọi người trong các cái sản phẩm sắp tới. Và mọi người thấy không, khi mà té nước lên thì cái đường vân của nó này hiện ra một cách cực kỳ là khủng khiếp. Dã man thật. Và quay lại cái bài toán chính của ngày hôm nay là chúng ta làm sao để xẻ được cái khúc này nó đẹp nhất. Thì như mọi người thấy khi mà tâm nó đã chéo rồi thì chúng ta phải xác định là mất gỗ thôi. Xác định là mất gỗ. Thì những cái khúc mà em xẻ đến phần này là phần dính tâm rồi này. Phần này là phần dính tâm rồi này. Mọi người thấy tâm nó chéo xuống ấy. Thì những cái phần này thì em phải xẻ dày để chúng ta có thể tận dụng làm những cái thành phần to hơn, dày hơn. Như kiểu là chân này hoặc là những cái phần tay nguyên khối. Bởi vì khi mà bỏ hết cái phần rách ở giữa ra thì cái bản rộng của nó chỉ được khoảng 40 thôi. Có những nơi nó chỉ rộng chỉ có được khoảng 20 thôi. Nên là chúng ta phải xẻ dày để tận dụng tối đa những cái phần gỗ. Còn những cái phần tâm, những cái phần nứt như này thì chúng ta sẽ bỏ hết mọi người nhá. Xẻ đến đâu, thấy đến đâu chúng ta sẽ bỏ đến đấy. Nên là khi mà chúng ta xẻ mỏng thì không thể nào mà làm được vào những thành phần của sofa hoặc là chân nguyên khối đó. Và nếu mà ai có nhu cầu về những cái mặt hàng gỗ nguyên khối thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0865 183 185 hoặc 0836 138 383. Chắc chắn là em sẽ cam kết với mọi người là cố gắng hết sức để làm sao mọi người được một cái sản phẩm ưng ý và xứng đáng với cả đồng tiền mọi người bỏ ra. Và gỗ Long Ly tự hào là một đơn vị có thể tự chủ được tất cả các khâu từ A đến Z, từ khâu nhập gỗ, xẻ gỗ, đóng mộc, hoàn thiện với tiêu chuẩn hàng cao nhất mọi người nhé. Và hy vọng là có thể phục vụ mọi người trong những cái sản phẩm sắp tới. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến thời điểm hiện tại. Và em hy vọng là mọi người cho em một cái like, một cái subscribe kênh để em có thêm động lực làm thêm nhiều clip chia sẻ với mọi người nhiều hơn về cái ngành gỗ này. Và hẹn gặp lại mọi người trong các cái clip sau. Xin chào.